chào quý vị và các bạn. Hiện vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong hôm nay thì bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây và mỗi giờ đi được khoảng từ 5 cho đến 10 km. Đến chiều nay thì vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 160 km về phía đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh ở khu vực Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum với sức gió mạnh nhất là cấp 6, giật cấp 7. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, từ hôm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và cả khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trở lại với thời tiết các tỉnh trên đất liền, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì các tỉnh Bắc Bộ tuy là ở phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới, song lại là khu vực rìa xa của hoàn lưu bão, nên ở trên toàn khu vực thì vẫn phổ biến là ít mưa. Riêng ở khu vực phía Nam Đồng Bằng và ở khu vực ven biển khu Đông Bắc, kết hợp với tác động của đới gió Đông Nam rìa cao cận nhiệt đới nên có mưa rải rác. Ban ngày thì trời cũng có xu hướng nhiều mây hơn, khiến nhiệt độ vào buổi trưa phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ. Riêng các tỉnh thuộc Nam Đồng Bằng thì trời có mưa và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ, thời tiết mát mẻ. Xuống các tỉnh Trung Bộ thì hoàn lưu cơn bão tiếp tục tiến gần và gây mưa dông nhiều nơi cho toàn khu vực, đặc biệt là các tỉnh từ Nghệ An kéo dài cho đến tận khu vực Khánh Hòa sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn đồng nghĩa với việc là lũ có khả năng lên ở mức báo động 1 đến báo động 2 tại các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, cần đề phòng có khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, ngay từ bây giờ thì các hộ dân trong vùng được cảnh báo cần chủ động chắn chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, di dân khi có lệnh điều động. Đến với khu vực các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì do nằm ở rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới, với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ vẫn còn khá mạnh và ổn định. Vì vậy mà các đám mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển và gây mưa trên diện rộng cho khu vực này. Vùng mưa lớn được dự báo tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên bao gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và dự báo đỉnh lũ trên các sông tại đây cũng lên mức báo động 1. Trong khi đó thì khu vực Nam Bộ mưa không lớn bằng, tuy nhiên trong cơn dông lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể có tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa và trời nhiều mây nên nhiệt độ vẫn không có điều kiện để tăng trở lại và cao nhất ở Tây Nguyên cũng chỉ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 29 độ, trong khi ở Nam Bộ thì đều không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Và đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 9 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!